Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với phần thi Head to Head Challenge Người đẹp bản lĩnh của Miss World Việt Nam năm 2023. Và tôi là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đương kim Miss Intercontinental năm 2022 và là đương kim Á hậu 1 Miss World Việt Nam năm 2022. Head to Head Challenge là một phần thi giúp cho các bạn thí sinh có một sân chơi để mình có thể thể hiện được quan điểm, tiếng nói và cũng như là bộc bạch được những tâm tư, tình cảm của mình. Người chiến thắng phần thi Head to Head Challenge sẽ nhận được đặc quyền được đặt cách vào top 20 chung cuộc của cuộc thi và đồng thời nhận được một bộ hình chụp riêng với chủ tịch Miss World Việt Nam, thạc sĩ Phạm Kim Dung. Và ngày hôm nay thì Bảo Ngọc xin được chào mừng một cô gái vô cùng đặc biệt được biết đến với danh hiệu là Hoa Khôi Bóng Chuyền. Xin chào mừng thí sinh Nguyễn Ngân Hà, bằng số báo danh 051. Lời đầu tiên cho phép em được gửi lời chào tới chị Bảo Ngọc, gửi lời chào tới tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Ngân Hà, số báo danh 051, em đến từ Nghệ An. Và như Bảo Ngọc có nói thì đa số các bạn đều biết đến Ngân Hà là một cô gái mà có danh hiệu rất là đặc biệt, đó chính là Hoa Khôi Bóng Chuyền. Vậy thì không biết là bạn đã có một cái trải nghiệm hành trình như thế nào với danh hiệu này? Dạ vâng, từ trước tới giờ thì em có chơi bóng chuyền từ năm lớp 11 với trách nhiệm là một đội trưởng của đội bóng trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Thì em dẫn dắt đội tham gia giải bóng chuyền của thành phố Đà Nẵng. Thì rất may mắn là em nhận được giải Hoa Khôi Bóng Chuyền là một giải phù của giải đấu. Và từ lúc đã nhận được danh hiệu Hoa Khôi Bóng Chuyền thì mọi người biết tới em nhiều hơn. Và em cũng cố gắng hết mình với cái danh hiệu của mình bằng việc là em lan tỏa bóng chuyền nhiều hơn, hết sức với câu lạc bộ của mình tại trường và rộng rãi hơn ở thành phố và đến với cuộc thi năm nay nữa. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa Ngân Hà đến với bộ môn bóng chuyền? Thật ra ngày xưa em rất là thích chơi bóng đá. Mẹ em bảo là con gái mà chơi bóng đá nhìn kỳ quá. Thôi con đừng chơi bóng đá nữa, con chơi bóng chuyền đi. Vì ở quê em rất là phong trào bóng chuyền luôn. Cũng nghe mẹ nên là năm lớp 11 ý, em theo bạn đi tập đánh bóng chuyền. Và cũng rất là may mắn là em có thể bén duyên được với bóng chuyền từ lúc đó. Trong suốt một quá trình mà bạn đi học á, bạn được biết đến là Hoa Khôi Bóng Chuyền và cũng là một cô gái rất là năng động và chơi nhiều môn thể thao nữa. Thì không biết là điểm môn thể thao mình có cao không á? Em chưa bao giờ tự tin về điểm thể thao của em cả. Tại sao lại như vậy? Tức là vì là chắc là vì điểm mạnh nên là em luôn cảm thấy rất là tự tin về các bài học thể thao ở trường, bồn vía là môn nào em cũng khá rất là dễ dàng ấy ạ. Ước gì là bản thân Bảo Ngọc cũng có thể nói được câu đó, bởi vì trong suốt thời gian mà mình đi học thì thể thao là một trong những cái nỗi ám ảnh của mình. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà được gặp Ngân Hà thì đúng là được gặp một cô gái mà vừa xinh đẹp mà còn vừa năng động và có thể chơi giỏi thể thao nữa, thì Bảo Ngọc quá sức là ngưỡng mộ luôn. Mà Bảo Ngọc có một cái thắc mắc, đó chính là cũng như mẹ của Hà có nói là con gái mà chơi bóng đá thì đôi khi có thể trông mạnh mẽ quá. Riêng Bảo Ngọc thấy thì con gái chơi môn gì cũng được cả, và thật ra mạnh mẽ nó cũng là một cái phần bản tính của một người con gái rồi, phải không? Nhưng mà bạn nghĩ như thế nào về cái việc là bản thân mình bề ngoài là một cô gái có phần dịu dàng, có phần nữ tính, nhưng mà mình lại chơi những môn thể thao mà có thể nói là cần cái sự năng động, đôi khi hơi manly một xíu nếu mà theo thuật ngữ của các bạn bây giờ, thì không biết là Hà có trải nghiệm như thế nào? Thật ra thì em cũng thấy là về bên ngoài của mình thì là một cô gái rất là dịu dàng. Đâu đó trong con người em lại có một cái cá tính rất là mạnh. Mọi người cứ bảo em là Ngân Hà dịu dàng quá. Bảo Ngọc nghĩ là danh hiệu Hoa Khôi Bóng Chuyền thì cũng đã giúp cho bạn bén duyên với lại con đường đấu trường sắc đẹp. Nhưng mà mình đang gọi là đang rất là hăng hái cho bộ môn bóng chuyền và trong những cái trận trận bóng như thế, thì điều gì đã khiến cho bạn quyết định là sẽ đặt bút để có thể ghi tên mình vào trong cuộc thi Miss World Việt Nam năm nay? Từ trước tới giờ Ngân Hà cũng chưa bao giờ có ý định là mình sẽ tham gia một cuộc thi hoa hậu cả. Em cũng ngại ấy, em đại diện như là một vận động viên. Tức là dù mặc dù là em chưa chuyên nghiệp, em chỉ là một vận động viên phong trào thôi, nhưng mà em muốn khẳng định vận động viên thể thao cũng có thể tham gia được ở các đấu trường sắc đẹp. Vậy thì theo Ngân Hà nghĩ, cái đức tính nào mà mình đã học được trong quá trình mà mình rèn luyện các môn thể thao mà mình có thể áp dụng được vào trong cuộc thi hoa hậu hôm nay? Khi chơi thể thao ấy, đặc biệt là môn bóng chuyền, thì mình cần tính tập thể rất là nhiều, và cái sự đoàn kết nó cũng rất là quan trọng. Chơi bóng chuyền hay bóng đá hay các bộ môn thể thao đều tạo ra được cho con người mình có một cái tính tự tin. Nên em nghĩ đây là một yếu tố rất là quan trọng để mà em bước vào cuộc thi năm nay. Nhưng mà liệu là có cái tính cạnh tranh hay không? Một chút thôi ạ. Khi mình đã tham gia thi đấu, em nghĩ là chắc hẳn là đội bóng nào hay là cá nhân nào cũng sẽ có cái suy nghĩ là tất nhiên là mình muốn thắng rồi. Nhưng mà dù thắng dù thua thì mình cứ cống hiến hết mình, hết với năng lực của bản thân, là em thấy đó là niềm vui lớn nhất thôi. Đến bây giờ thì Ngân Hà thấy rằng trong cái hành trình mà mình đi thi hoa hậu á, thì nó có khác gì trong cái việc mà mình đi tập thể thao, đi chơi bóng chuyền hay không? Và bạn thích cái hành trình nào hơn? Em nghĩ thi ở đâu cũng là có cái ích, cái lời của nó riêng, cái đẹp riêng. Như ở bóng chuyền thì em sẽ được giao lưu gặp gỡ với các bạn có điểm mạnh về thể thao,
Còn ở đây thì em gặp được các bạn có điểm mạnh về tri thức và rất là nhiều các kiến thức khác ở trong cuộc sống. Bảo Ngọc nghĩ là chắc chắn là với Hà thì Hà cũng nhận thấy được mình có một cái vẻ đẹp nào đó thì mình mới có thể là đăng ký đi thi. Vậy thì bạn nghĩ là mình có những cái lợi thế nào trong cuộc thi? Em nghĩ cái lợi thế lớn nhất của em chính là sự tự tin. Tự tin với bản thân, thoải mái với tất cả các phần thi cũng như là bạn bè. Em không mang một cái năng lượng quá là áp lực để đi thi, mà em đi thi với một tâm lý rất là thoải mái. Lúc nãy thì Bảo Ngọc và Hà thì cũng nói về những cái chuyến hành trình. Mình nói về hành trình đi thi hoa hậu, mình nói về hành trình đi đi đánh bóng chuyền. Thì không biết là ngoài hai hành trình đó ra thì Hà đã từng đặt chân đến những đâu hay chưa? Hãy kể về hành trình đi du lịch của bạn đi. Em nói cái từ này nó hơi sai một xíu là bụi. Em rất thích đi phượt. Em thích đi du lịch theo kiểu khám phá. Lúc đi thi Miss World Việt Nam 2023 cũng là lần đầu tiên Ngân Hà được đến Sài Gòn. Ngân Hà đã thử trải nghiệm đi vòng quanh Sài Gòn bằng xe máy. Hiện tại thì Ngân Hà chưa thích kiểu du lịch nghỉ dưỡng cho lắm. Ngoài ra thì có một hành trình mà Ngân Hà ghi mãi ở trong tim, đó là hành trình về việc học của mình. Thì ngày xưa Ngân Hà ôn thi học sinh giỏi môn hóa. Hồi lớp 9, tức là hơi cấp 2, em thi học sinh giỏi cấp huyện thôi. Và em thiếu mất 0,25 điểm nữa là em đậu. Sau đó thì em dành thêm 3 năm cấp 3 nữa để em học hóa, ôn thi học sinh giỏi tỉnh. Và đó là một hành trình rất là khắc sâu vào em tới tận bây giờ. Thì được biết là Hà đang sinh sống tại Nghệ An. Thì không biết là bạn có thể chia sẻ một xíu về gia đình của mình tại Nghệ An được không? Hiện tại thì em đang học đại học ở Đà Nẵng. Còn bố mẹ và gia đình em thì sinh sống và làm việc ở Nghệ An. Gia đình em thì cũng là một gia đình thân nông thôi. Ngày xưa bố mẹ em cũng làm ruộng. Từ năm 95 tới bây giờ thì bố mẹ em nghỉ và làm nghề sửa xe máy. Và em cảm thấy mẹ em cũng rất là mạnh mẽ khi mà mẹ em có thể làm công việc đó đồng hành cùng với bố em. Bạn có một kỷ niệm gì với bố mẹ trong quá trình là có thể là bố mẹ đang làm việc? Thì Hà có phụ bố mẹ hay không? Thỉnh thoảng chị, ví dụ nghỉ hè, tức là em cũng không còn giúp được nhiều, em chỉ giúp bố mẹ được những thứ nhỏ nhặt là vặt ở quanh tiệm thôi ạ. Họ giúp bố mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ, phụ tùng các thứ. Và kỷ niệm thì chắc là vì là nhà mình là nhà sửa xe máy mà nhiều lúc mình đi đường ấy chị, sẽ em bị thủng lốp ấy. Nhưng mà không có đẩy vào cái nhà, cái tiệm nào gần đó mà lảng đi về để cho bố mình sửa ấy. Hoặc là bảo bố, gọi bố đến trước con về để sửa xe cho con, chứ nhất quyết là không đẩy xe vào tiệm khác. Em cảm thấy rất là vui từ lúc nhỏ tới giờ. Thật ra là Hà đang có một cái điểm chung với Bảo Ngọc, đó chính là mình cũng là hai cô gái có thể tạm gọi là khá là bụi bặm. Nhưng mà cái điều với Bảo Ngọc đó là khi mà Bảo Ngọc đi thi á, mình cũng là một cô gái bụi bặm bước vào trong cuộc thi thì mọi người nhìn thấy mình giống như là ủa sao cô bé này đi thi hoa hậu mà không có biết ăn diện gì hết mà trên lưng mà còn vác một cái ba lô rất là to nữa. Đó thì đó cũng là một cái điều mà có lẽ là Bảo Ngọc khi mà nhìn vào Ngân Hà thì Bảo Ngọc thấy hồi đó Bảo Ngọc không làm được như Ngân Hà. Bảo Ngọc thấy là Ngân Hà tuy cũng rất là bụi bặm nhưng mà bạn cũng có một cái phần rất là nữ tính xuất hiện vô cùng chỉnh chu. Hà có cảm thấy quen với cái việc là mình đang make up được trang điểm một cách mà có thể gọi là rất là kỹ lưỡng như thế? Khi tình em ở trong cuộc sống thì em cũng khá là chỉnh chu và kỷ luật. Em rất là hiếm khi mà em trễ hèn và không chỉnh chu khi ra ngoài. Đến với cuộc thi thì em thấy em cũng áp dụng được cái điều trong cuộc sống của em vào cuộc thi thôi nên là em thấy rất là bình thường. Mà em đi thi em vẫn mang đôi thể thao, em vẫn mang ba lô, không mang túi sách. Và mọi người cũng rất các kiểu bé ha dễ thương quá, nhìn em như đi học ấy. Rõ ràng đó là Ngân Hà đang có cả hai mặt, đó chính là một mặt thì là một cô gái bụi bặm, một mặt là một cô gái cũng rất là chỉnh chu. Thì để làm được điều đó nó cũng là một cái điều mà Bảo Ngọc nghĩ là không phải ai cũng có thể là cân bằng được. Khi nào là Hà cảm thấy khá là ngột ngạt trong cái việc là mình phải giữ hình ảnh của mình theo một cái mức độ chỉnh chu nhất định hay không? Dạ em thì không. Những cái vấn đề này thì mình sẽ thường sợ là người khác soi xét mình. Nhưng mà em nghĩ là mình cứ chỉnh chu nhất có thể là được. Mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đôi khi người này thấy mình như vậy là chỉnh chu rất là xinh đẹp rồi, nhưng mà người khác lại sẽ có một cái nhìn khác với mình. Mình làm sao mà để cái hình ảnh của mình có thể tốt nhất là được. Nãy giờ khi mà Hà chia sẻ với Bảo Ngọc á, thì Bảo Ngọc cũng hiểu rằng là Hà đi đến cuộc thi với một tâm thế khá là thoải mái. Nhưng mà chắc chắn là cũng như việc mà mình đi đánh bóng chuyền, mình đi tham gia một trận đấu đi á, thì ai ai thường cũng sẽ muốn đặt cho mình một cái mục tiêu cao nhất. Vậy thì với Hà đang đặt mục tiêu cho mình
trong Miss World Việt Nam năm nay như thế nào? Thật ra thì ngay từ đầu lúc mà Hà quyết định điền tên vào tờ giấy đăng ký thi Miss World Việt Nam 2023 thì mục tiêu của Ngân Hà đề ra chính là mình trải nghiệm ở một sân chơi mới, mình cố gắng hết sức của bản thân để sau này khi nhìn lại mình không hối hận là vì sao ngày đó mình không thể làm tốt hơn. Em không có đặt mục tiêu quá cao hay là quá áp lực cho bản thân, mà em cứ cố gắng mỗi ngày em đều tốt hơn và em thể hiện tốt nhất những cái gì mà bản thân đã mang đến Miss World Việt Nam 2023. Nhưng mà nếu mà bạn dừng chân sớm ở một cái top mà có thể là không đạt được những mong muốn của mình thì Hà sẽ cảm thấy thế nào? Em nghĩ là việc mình dừng chân ở top nào nó không quan trọng bằng việc là mình đã thể hiện bản thân như thế nào, mình đã học hỏi và đã có những cái kinh nghiệm gì từ cuộc thi. Mỗi cuộc thi sẽ là có một tiêu chí khác nhau, đôi khi cái suy nghĩ của mình nó không thể như là cái tiêu chí mà ban tổ chức hay là ban giám khảo đề ra. Dù em dừng chân ở đâu thì em cũng phải enjoy và hài lòng với cái kết quả đó, vì đó là một kết quả của một hành trình mà Ngân Hà đã nỗ lực hết mình. Vừa qua thì mọi người cũng đã thấy Hà đã thể hiện được cái khả năng gọi là uyển chuyển của mình qua những cái điệu múa sen rồi, và cũng như là đã được thấy Ngân Hà trên sân khấu của phiên chợ tử tế để có thể dẫn dắt chương trình. Tuy nhiên là có một mặt mà có lẽ là khán giả cũng đang rất là mong chờ được thấy nhưng mà vẫn chưa được chứng kiến, đó chính là khả năng hát của Ngân Hà. Thì không biết là Ngân Hà có một bài tủ nào mà có thể là hát một đoạn ngắn để có thể khán giả hiểu hơn và có thể nghe được giọng ca của Ngân Hà được hay không? Dạ vâng, từ trước tới giờ thì Ngân Hà cũng chưa từng hát ở trên sân khấu, cũng chưa từng được học qua một lớp hát hay múa nào cả, nhưng mà hôm nay xin phép mọi người cho Ngân Hà được hát vài câu về bài Mới Chiều Miền Trung, và có sai sót ở đâu thì mong mọi người thông cảm cho Ngân Hà. Miền Trung đất bụi phù sa, người miền Trung vẫn có nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Em chắc em xin phép vài câu vậy thôi ạ. Cảm ơn chị. Mặc dù là mình vẫn chưa phải là được tập hát bài này quá là nhiều lần, nhưng mà đã rất là tự tin, đúng với điều Ngân Hà chia sẻ là đã rất là tự tin để thể hiện. Ngày hôm nay thì Bảo Ngọc rất là cảm ơn Ngân Hà vì những chia sẻ của bạn. Vì vậy thì ngày hôm nay Bảo Ngọc và Ngân Hà chắc là cũng được xin phép quý vị khán giả là để Ngân Hà có thể chào tạm biệt và cũng như là kêu gọi ủng hộ cho cô gái này nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị Bảo Ngọc và em cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ cho Ngân Hà tại hành trình vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023. Đến với phần thi Head-to-Head Challenge là 40 cô gái với 40 màu sắc khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã được nhìn thấy màu sắc đã rất là đa dạng của cô gái Nguyễn Ngân Hà. Phần thi Head-to-Head Challenge hiện tại đang được phát sóng trên kênh Facebook, YouTube và TikTok của Miss World Việt Nam. Còn bây giờ thì Bảo Ngọc và Ngân Hà xin chào và hẹn gặp lại.